Xin chào các bạn, chúc mọi người một tuần mới công việc thuận lợi và như ý nhé. Vậy là 10 trận đấu vòng 30 đã chính thức khép lại. Với niềm vui thuộc về lữ đoàn đỏ Liverpool từ sau vòng 27, thì mình đã cảm giác năm nay mọi thứ dường như đang rất thuận lợi với Liverpool. Mặc dù hiện tại Liverpool không hẳn là đội bóng mạnh nhất mùa giải này, nhưng với thiên thời địa lợi nhân hòa, thì chắc chắn năm nay ngôi vô địch ngoại hạng Anh sẽ thuộc về Liverpool. Bằng chứng là đêm qua, Liverpool là đội bóng thắng một trận nhưng lại có đến 3 niềm vui lớn. Niềm vui thứ nhất, Liverpool đã đánh bại được mồng biển Brighton với tỷ số 2-1 và giành trọn vẹn 3 điểm, điều mà lữ đoàn đỏ đã không làm được hồi ở vòng 8. Niềm vui thứ hai, Man City và Arsenal đại chiến nhau, nhưng kết quả của trận đấu lại đem về lợi ích lớn cho Liverpool, khi hai đối thủ mạnh nhất của Liverpool tự kiềm chừng lẫn nhau. Niềm vui thứ ba, ngôi đầu bảng đã chính thức trở về với Liverpool sau 3 vòng tạm rời xa. Hiện tại lữ đoàn đỏ trở lại chễm chệ trên ngôi đầu bảng với tổng 67 điểm, hơn pháo thủ Arsenal 2 điểm và hơn đoàn quân Man xanh Man City tới 3 điểm, một khoảng cách khá an tâm. Vị trí thứ hai vẫn là pháo thủ Arsenal. Sau khi tạm vươn lên ngôi đầu bảng ở vòng 28, thì tới vòng 30 này, Arsenal lại tạm rớt xuống vị trí nhì bảng sau trận đại chiến cùng Man City với tỷ số hòa 0-0 vào ngày hôm qua. Vị trí thứ ba là đoàn quân Man xanh Man City, hết bị Chelsea cầm chân ở vòng 25, bị Liverpool cầm chân ở vòng 28, giờ thì đến Arsenal cầm chân ở vòng 30, nên kể từ vòng 12 đến giờ, sau 18 vòng đấu, Man City vẫn chưa thể trở lại ngôi đầu bảng thêm một lần nào nữa. Hiện tại Man City đang có tổng 64 điểm, cách ngôi đầu bảng đến 3 điểm và kém hệ số bàn thắng là 5 bàn so với Liverpool. Vì vậy, nếu muốn chiếm lại ngôi đầu bảng trong thời gian 9 vòng đấu còn lại, thì Man City ít nhất phải thắng hơn 2 vòng hoặc hơn một vòng với tỷ số đậm so với Liverpool, với điều kiện là Liverpool phải sẩy chân thua từ 1 đến 2 vòng đấu trong tổng 9 vòng đấu còn lại, đó là còn chưa tính đến còn có sự tồn tại ở vị trí nhì bảng của pháo thủ Arsenal. Nếu các bạn muốn biết liệu trong 9 vòng đấu còn lại Liverpool sẽ đối đầu với đối thủ nào và cơ hội sẩy chân thua trận có xảy ra hay không, thì đừng bỏ qua video Liverpool và 9 đối thủ còn lại mà kênh sẽ đăng trong vài ngày tới nha. Vị trí thứ 4 vẫn thuộc về những chú sư tử Aston Villa khi ở lần tái đấu này. Những chú sư tử đã thị uy sức mạnh của mình trên sân nhà Villa Park và đánh bại bầy sói Gu với tỷ số 2-0, qua đó giành trọn vẹn 3 điểm. Hiện tại Aston Villa đang có 59 điểm sau 30 vòng đấu. Vị trí thứ 5 vẫn là cái tên quen thuộc những chú gà trống Tottenham. Bản lĩnh của đội trưởng Son Heung-min không làm fan hâm mộ Tottenham thất vọng khi đã giúp những chú gà trống ghi bàn và ấn định tỷ số 2-1 ở những phút cuối của trận đấu và giành luôn 3 điểm từ tay Luton. Hiện tại Tottenham đang có 53 điểm và vẫn đang đuổi theo những chú sư tử Aston Villa sát nút. Mặc dù còn kém Aston Villa 3 điểm, nhưng Tottenham cũng vẫn còn kém một trận đấu với Chelsea chưa thi đấu, nên cơ hội lật ngược vị trí vẫn rất rộng mở với Tottenham. Vị trí thứ 6 là bầy quỷ đỏ thành Manchester. Ở vòng 30 này, bầy quỷ đỏ thành Manchester chỉ có thêm 1 điểm khi để bầy ông Brentford sang bằng tỷ số 1-1, ghi bàn ở phút 90+6. Nhưng bầy quỷ đỏ đã không đủ bản lĩnh và đánh rơi chiến thắng chỉ trong vòng 3 phút. Sau đó, ở phút 90+9, bầy ông Brentford đã sang bằng tỷ số và buộc quỷ đỏ phải chia đều 1 điểm với mình. Bầy quỷ đỏ hiện có 48 điểm sau 29 vòng đấu và vẫn còn kém vị trí thứ 4 của Aston Villa 11 điểm, kém vị trí thứ 5 của Tottenham 8 điểm. Vị trí thứ 7 thuộc về đoàn quân búa tạ West Ham, kém may mắn khi vô duyên bị hai quả penalty West Ham trắng tay ở vòng 30 này, khi bị chích chòe Newcastle đánh bại với tỷ số chung cuộc 4-3. Mặc dù thua chích chòe trên sân cỏ, nhưng trên bảng xếp hạng West Ham vẫn đang xếp trên Newcastle một bậc và hơn Newcastle 1 điểm. Vị trí thứ 8 là sự vượt hạng thành công của những chú chích chòe khi nhảy từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 8. Với 3 điểm có được ở vòng 30, những chú chích chòe đang có 43 điểm và chỉ kém vị trí thứ 7 của West Ham 1 điểm. Có một điều mình nhìn thấy không biết các bạn có để ý không? Chích chòe đấu trận nào cũng có rất nhiều bàn thắng. Mặc dù đang đứng ở vị trí thứ 8 nhưng chích chòe đã ghi được 63 bàn thắng, bằng với số bàn thắng hiện tại của Man City. Vị trí thứ 9 là mồng biển Brighton, ghi bàn sớm từ phút thứ 2 của trận đấu. Nhưng Brighton vẫn không thể giữ vững chiến thắng khi để lữ đoàn đỏ Liverpool lội ngược dòng và đánh bại với tỷ số 2-1. Hiện tại mồng biển vẫn giữ nguyên tổng 42 điểm sau 29 vòng đấu. Vị trí thứ 10 tuần này đã thuộc về bầy sói Gu. Sau khi bị những chú sư tử đánh cho tan tác, bầy sói Gu hiện có tổng 41 điểm sau 29 vòng đấu. Vị trí số 11 là câu lạc bộ Chelsea.
Mặc dù chiếm lợi thế hơn người từ phút 40 cộng thêm sự xuất sắc của bà M, nhưng Chelsea vẫn không làm nên trò trống gì khi để câu lạc bộ Burnley, một trong hai đội bóng yếu nhất ngoại hạng Anh mùa này, cầm hòa với tỷ số 2-2, kết thúc trận đấu mỗi đội chia đều nhau một điểm. Với một điểm có được ở vòng 30, Chelsea hiện đang có tổng 40 điểm sau 28 vòng đấu. Vị trí số 12 là câu lạc bộ Fulham. Nếu như ở vòng 8 Fulham có thể dễ dàng đánh bại Sheffield United với tỷ số 3-1 để giành trọn 3 điểm, nhưng ở vòng 30 này chiến thắng đó không thể tái lập ngay trên chính sân nhà khi Fulham đã để Sheffield United cầm hòa với tỷ số 3-3 và đành ngậm ngùi chia đều điểm với Sheffield United. Hiện tại Fulham đang có tổng 39 điểm sau 30 vòng đấu. Vị trí số 13 là câu lạc bộ Bournemouth. Ở vòng 30 này, Bournemouth đã thành công phục thù câu lạc bộ Everton và giành lại 3 điểm từ tay Everton khi có chiến thắng đầy ngọt ngào với tỷ số 2-1. Bournemouth hiện có 38 điểm sau 29 vòng đấu. Vị trí số 14 là câu lạc bộ Crystal Palace. Ở vòng 30 này, đại bàng Crystal Palace chỉ có thêm 1 điểm khi để câu lạc bộ Nottingham Forest cầm hòa với tỷ số 1-1. Sau 29 vòng đấu, hiện tại đại bàng Crystal Palace đang có 30 điểm. Vị trí thứ 15 vẫn thuộc về bầy ông Brentford. Với kết quả hòa kịch tính 1-1 ở những phút bù giờ cuối của trận đấu, bầy ông đã giành lại được 1 điểm từ tay bầy quỷ đỏ. Hiện tại bầy ông đang có tổng 27 điểm sau 30 vòng đấu. Vị trí thứ 16 vẫn đang là câu lạc bộ Everton, mặc dù trắng tay ở vòng 30, nhưng với tổng 25 điểm đang có, Everton vẫn đang ở vị trí 16 là vị trí an toàn. Nhưng nếu cứ dậm chân tại chỗ, thì khả năng Everton bị Nottingham Forest và cả Luton vượt qua là rất cao, vì khoảng cách chỉ hơn kém nhau có 3 điểm bộ Nottingham Forest. Với 1 điểm ở vòng 30 này, Nottingham đã ngồi lên trở lại vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Mặc dù vậy, nguy cơ để Luton vượt mặt vẫn rất cao khi hiện tại Luton đang có cùng điểm số 22 với Nottingham Forest. Vị trí thứ 18 là sự trở về của câu lạc bộ Luton. Mặc dù ghi bàn từ phút thứ 3 của trận đấu, nhưng Luton đã không đủ bản lĩnh để vượt qua Tottenham khi để những chú gà trống vượt mặt về tỷ số và lấy mất 3 điểm. Luton hiện cũng cùng có 22 điểm với Nottingham Forest, nhưng do kém hệ số bàn thắng so với Nottingham Forest nên tạm xếp sau Nottingham Forest một bậc. Vị trí số 19 vẫn là câu lạc bộ Burnley. Ở vòng 30 này, mặc dù chỉ có 30% tỷ lệ kiểm soát bóng lại còn bị chê thiếu người từ hiệp 1, song Burnley vẫn rất kiên cường để song phẳng tỷ số với Chelsea. Với một điểm có được, Burnley hiện có 18 điểm, rút ngắn khoảng cách với vị trí 17 trên bảng xếp hạng chỉ còn 4 điểm. Cuối bảng vẫn là câu lạc bộ Sheffield United. Với nỗ lực rất lớn trước Fulham, Sheffield United đã có được 1 điểm và nâng tổng số điểm lên 15 điểm sau 29 vòng đấu. Video đến đây là hết rồi. Còn ai yêu mến đội tuyển Việt Nam, cũng đừng bỏ lỡ lịch thi đấu của U23 châu Á được kênh cập nhật vào vài ngày tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.